Di dân mất liên lạc giữa lúc đội tin bị bắt vì sử dụng chất cấm, quản lý lên tiếng thông báo khẩn cấp. Sáng ngày 4 tháng 4, mạng xã hội truyền tay nhau hình ảnh một người đàn ông xăm trổ nghi vấn bị bắt vì sử dụng chất cấm. Theo đó, dân mạng đã chia sẻ rầm rộ hình ảnh một người đàn ông xăm trổ với vẻ mặt thất thần, nghi vấn bị bắt vì sử dụng chất cấm. Với những hình xăm trên cơ thể, dân mạng đã đặt nghi vấn người đàn ông kể trên là ca sĩ Di dân. Giữa lúc bị dân mạng réo gọi về tin đồn bị bắt, một số tờ báo đã liên hệ với nam ca sĩ nhưng anh không nghe máy. Trong khi đó, South Star đã liên hệ với quản lý ca sĩ Di dân để làm rõ. Theo đó, quản lý nam ca sĩ Di dân phủ nhận thông tin nam ca sĩ bị bắt vì sử dụng chất cấm. Phía ca sĩ Di dân cho biết, trong chiều hôm nay 4 tháng 4, ca sĩ Di dân sẽ livestream để làm rõ thực hư sự việc. Khi được đặt câu hỏi về việc Di dân khóa máy, quản lý nam ca sĩ cho hay, Di dân đã thay đổi số điện thoại. Di dân vẫn đang bình thường, tôi mới điện thoại cho cậu ấy xong. Quản lý ca sĩ Di dân cho biết thêm. Di dân là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng của Vbiz. Tên tuổi của nam ca sĩ gắn liền với loạt bài hit đình đám như Điều Anh Biết, Người Tôi Yêu, 1234, Làm Vợ Anh Nhé. Không chỉ gặt hái thành công trên con đường nghệ thuật, cuộc sống đời tư của ca sĩ Di dân cũng nhận được sự quan tâm không kém. Di dân từng bị đặt nghi vấn hẹn hò với Ninh Dương Lan Ngọc với loạt hint không thể chối cãi. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng vướng tin đồn hẹn hò với những mỹ nhân hàng đầu Vbiz như Miu, Trương Quỳnh Anh. Song Di dân lại khá kín tiếng về chuyện đời tư, không công khai với giới truyền thông mà thay vào đó tập trung cho con đường nghệ thuật. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Di dân đã bỏ túi nhiều bản hit đình đám, được nhiều khán giả trẻ yêu thích. Bên cạnh đó, Di dân còn sở hữu cuộc sống sang chảnh, khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Dù không thể hiện quá nhiều về đời tư ở trên mạng xã hội, tuy nhiên mỗi khi nam ca sĩ đăng tải khoảnh khắc đời thường đều làm cho công chúng không khỏi trầm trồ. Di dân hiện đang sở hữu nhiều xế hộp có giá trị khủng. Được biết, năm 2019, nam ca sĩ từng không ngần ngại chi tới 3 tỷ đồng để sắm xe ô tô mới. Bên cạnh đó, khán giả thường bắt gặp anh chàng đi du lịch tại nhiều địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước. Hiện tại, Di dân đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù luôn bận rộn với công việc cùng nhiều dự án, tuy nhiên Di dân vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Cách đây không lâu, khi tâm sự với thanh niên, anh Thẳng Thắn cho biết mình không muốn suốt ngày phải cắm đầu, công việc của mình quá nhiều mà thời gian cho gia đình lại không có. Nam ca sĩ tiết lộ anh có niềm đam mê với xăm hình, tuy nhiên không ít lần anh bị chỉ trích vì cho rằng xăm quá nhiều. Di dân bày tỏ, anh xăm cũng có lý do của anh, em phải đặt tình cảnh vào anh thì em sẽ hiểu, chưa chắc những gì người không xăm là người tốt, anh vẫn là Di dân của các em ngày nào mà. Để ý dễ dàng thấy trên phần cánh tay đã có hơn vài chục hình xăm nhỏ khác nhau, và điều có ý nghĩa với cuộc đời của Di dân, những hình vẽ phi hành gia, khoa hướng dương, quả bóng chỉ sở thích riêng của anh. Trên cánh tay phải, nam ca sĩ còn xăm bức ảnh của mẹ. Việc nam ca sĩ quyết định giữ lại khoảnh khắc đẹp khi mẹ qua đời, sát cạnh đó là hình xăm thú cưng đã mất của Di dân. Nam ca sĩ từng tiết lộ đây là con bảo bối, nuôi được 2 năm thì mất, vì thế tôi xăm để kỷ niệm, đó là thú cưng đầu tiên tôi nuôi và rất thương. Bên cạnh đó, những dòng chữ chạy dài trên cánh tay, hình 4 mũi tên đi lên và những hình xăm đặc biệt giống như lời cổ vũ của nam ca sĩ dành cho chính bản thân của mình rằng phải luôn tiến lên mạnh mẽ trong cuộc sống. Ngoài ra anh còn xăm dòng chữ chạy dọc phía cổ. Di dân cho biết mỗi hình xăm trên người anh đều mang một ý nghĩa rất riêng.